Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu cùng các bạn cái cây ổi. Cái cây này thì mình mua lại của một người em. Thì lúc mình lấy về thì cái cây nó chỉ có cái ngọn và một cái tay hồi, một cái tay cành. Người em nó tính nuôi là nó cành rơi cành rớt các bạn, là cành hồi đó. Thì sau khi mà mình lấy về thì mình thấy là cái cành rớt và cái ngọn người em nó sẽ tận dụng để nuôi trên một cái cành, vừa nuôi ngọn vừa nuôi cành rớt. Thì sau khi mình thấy thì nó phát triển cái ngọn rất là yếu, và mình đã quyết định mình cắt cái cành rớt đi để mình tập trung mình nuôi cho cái ngọn. Và cái mặt cắt của cái cây ấy, là người em đó cắt nó vuông các bạn, nó không có gót lên nên mình phải cắt gót lại để mình nuôi thả một cái cành để cho nó kéo sẹo cái mặt cắt cho nó nhanh. Thì sau khi mà mình để trong chậu nhỏ một thời gian thì mình đã đưa nó cái chậu lớn để cho cái cây phát triển nhanh hơn và cái cành nó sẽ nhanh lớn để mình có thể cắt trượt lại, đỡ rút ngắn thời gian lại. Và sau khi mình thả hoang một thời gian thì cái ngọn đã lớn rất là nhiều so với lúc đầu, và cái sẹo của cái cành rơi nó đã gần như là liền lại. Rồi, và đây là cái hình ảnh của cái cây hiện tại các bạn. Thì sau khi mà mình cắt cái nhánh rơi đi và mình từ cái chậu nhỏ mình đưa vào cái chậu này lớn hơn chút xíu các bạn, và mình cho phân bón để cây nó phát triển nhanh hơn, để có cái bộ cành tay cành nhanh hơn. Thì các bạn có thể thấy này, cái ngọn mình thả hoang ra thì nó phát triển rất là tốt, các bạn thấy không, phát triển sùm luôn và ra trái ra hoa rất là nhiều các bạn. Thì sau khi mà cái cành rơi mình cắt bỏ đi thì cái vết sẹo của nó, các bạn vết sẹo của nó đó, đây các bạn, vết sẹo này, vết sẹo này nó đã gần liền rồi các bạn, gần liền. Tại vì khi mình để cái nhánh này á thì nuôi cái nhánh này rớt xuống thì nó sẽ rất là phát triển cái ngọn chậm các bạn, và mình cắt bỏ đi để mình nuôi. Thì một số bạn ấy thì cứ nuôi mà cho nó nhanh các bạn, các bạn lên một cái nhánh các bạn tách ra một cái ngọn, làm một cái nhánh hồi để kiểu nuôi liền các bạn cho nhanh ấy. Nhưng mà thực sự là trên mặt cắt ấy, các bạn mà nuôi mà không để một cái ngọn chính để nó phát triển thì cái sẹo rất là khó kéo các bạn, nó rất khó kéo và dễ bị mục, nên là mình quyết định cắt bỏ nhánh đi để cái ngọn lên cho phát triển mạnh, để nó tỉ lệ với cái thân này các bạn. Thì sau khi một thời gian mình thả hoang, đây các bạn thấy này, mình bịt, mục đích của mình bịt cái rẻ vô để cho nó nhanh liền sẹo các bạn. Cái cây nó bị tối, bị tối cái sẹo thì nó sẽ nhanh cuốn hơn là các bạn để trống như vậy. Rồi, hôm nay thì cái cây này, cái tỉ lệ của nó các bạn thấy này, nó cũng đã tương đối, nó vót rồi các bạn, nó vót tương đối rồi. Thì mình sẽ tiến hành cắt bỏ cái này đi để mình lấy đọt lại, và mình sẽ lấy một cái nhánh hồi ra đây đó, nhánh hồi ra đây để cho nó bắt đầu mình mới mọc bầm ở đây, cắt đi đây sẽ mọc bầm các bạn. Mình sẽ lấy nhánh hồi và lấy ngọn lên thì cây nó sẽ phát triển nhanh hơn, nó không có bị teo nhánh. Và các bạn làm liền sẽ bị teo nhánh ở đây, các bạn có thể thấy những cái nhánh bên dưới này nó bị teo này, nó bị teo là do mình để cái ngọn hoang phát triển mộ tảm rất là mạnh, thì ánh nắng nó không xuống bên dưới này được, và dinh dưỡng nó tập trung nó nuôi ngọn này thì những cái nhánh này nó sẽ bị chai. Thì bây giờ mình xử lý làm sao để mấy cái nhánh này nó chai này nó phát triển. Thì đầu tiên là các bạn sẽ cắt ngọn nó bỏ, đã cái tỷ lệ đủ rồi các bạn mới cắt nha các bạn. Và thứ hai nữa là mình sẽ thu mấy cành này lại, thu cành mục đích là để cho nó tái tạo cái mầm mới, và những mầm mới này mình sẽ thả hoang luôn, mình không uốn gì hết nha các bạn, mình thả hoang luôn thì nó sẽ phát triển và nó nôi cái thằng này lên. Khi nào mà nó nôi lên nó to tỷ lệ so với cái thân này ổn định, các bạn sẽ cắt diệt lại, thì các bạn sẽ có một cái cây nó sẽ hoàn chỉnh mà tay cành nó sẽ lớn theo cái ý mong muốn của bạn. Đây, mình sẽ đi qua bên này các bạn xem. Đây, cây này có cái đường thân lắc rất là đẹp các bạn. Đó, nó nằm nó bò luôn này. Đấy, nó bò xuống đây. Cây này trái đặc biệt là cái trái của nó rất là thơm. Ổi này ổi rừng các bạn. Đó, nó mọc hoang đấy. Là bông nó trái rất là nhiều các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắt đi. Tốt quá rồi các bạn. Cái ngọn nó tốt quá và tỷ lệ rồi, mình sẽ cắt bỏ, không để nữa, để cho nó nuôi mấy cái nhánh dưới các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình lấy cái cưa mình cắt.
À, bây giờ mình sẽ cắt nha các bạn. Các bạn lưu ý khi mình cắt á, mình cắt cao hơn cái chỗ mà mình muốn một xíu. Mai mốt mà mình muốn mầm nó sẽ mọc dưới này các bạn. Nếu nó không mọc ngay chỗ mặt mình cắt đâu. Ít khi cây nào nó mọc ngay chỗ mình cắt á, mình cắt trừ bo ra, trừ hao ra. Khi mình cắt từ đây lên thì sẽ nó mọc bầm dưới đây thì ok. Nếu các bạn cắt như này thì sẽ mọc bầm dưới này. Thì có nhiều khi các bạn phải bỏ cái chi này luôn, các bạn phải ghép lại rất là mệt. Rồi, mình đã cắt xong các bạn. Bây giờ mình chờ, mình sẽ cắt mấy cái chi ở dưới đi để cho nó tái tạo cái mầm. Tại vì nó bị chai đấy các bạn, do những dinh dưỡng nó nuôi toàn bộ ở trên. Bây giờ mình cắt đi thì ánh sáng nó sẽ phân xuống đều, và mình sẽ tái tạo những cái mầm mới để kích thích mầm mới nó phát triển, thì bộ rễ nó sẽ phát triển theo các bạn nhá. Đây các bạn có thể thấy là cái chi này các bạn, chi trên cao gần cái ngọn này nó cũng tương đối to rồi đó, nó to so với mấy cái chi dưới này. Mấy chi dưới bạn thấy không, nó chai nè, nó chai nè đó, nó chai luôn. Nó chai là do cái chi lớn, cái ngọn nó phát triển quá mạnh, nó nuốt luôn, nó hết dinh dưỡng rồi để nó nuôi ngọn, và những thằng dưới bị che nắng này còn bị bên dưới lại không đủ dinh dưỡng nữa nên nó không phát triển được. Bây giờ mình sẽ cắt bỏ luôn, cắt bỏ mình thả một hoang ra, thả hoang một cái mầm mới ra như vậy các bạn. Bạn không cần uốn nữa để phóng muốn chỉ luôn, nó sẽ tái tạo và nó sẽ nuôi cành bên dưới này phát triển nhanh đi. Các bạn muốn cành nào mà nó phát triển đấy, một cây thực phẩm vậy, các bạn muốn cây là cành nào nó phát triển đấy, khi cái chồi non ra các bạn để cành nó thành cái chồi đó phát triển hoang luôn, phát triển thật là mạnh lên thì cái cành đó nó sẽ dí kịp những cành mà mình đã nuôi trước được các bạn. Thì mình sẽ cắt bỏ mấy cái chồi, mấy cái cành, cái chi nó bị chai này các bạn. Rồi ok, mình đã cắt xong rồi các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem này, cây này nó ở bên dưới này nó còn một cái bọc rất là đẹp các bạn. Đó, nó lắc lư này, mình chôn đất lên thôi đó, nằm rất là uyển chuyển như cô gái đang nằm này. Cái này gọi là thế chờ đợi các bạn. Đó, cái mặt tiền nó nằm bên này nè các bạn. Đó, cái đường thân nó chạy vòng 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 muốn lên luôn. Thì sau khi mình cắt thì bây giờ những cái mầm ra là mình sẽ nuôi chọn lọc những cái mầm nào mà nó đúng cái hướng là mình sẽ để, còn mình bỏ một cái mầm linh tinh mình sẽ bỏ hết đi để cho nó phát triển và nuôi thả cho nó nhanh các bạn. Đó, các bạn có thể thấy là nuôi một cái co này thôi nó đã mất rất là nhiều thời gian rồi. Đó, rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Bạn hãy đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.